cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Kathleen, cuộc sống kinh hoàng của nữ sinh khi lấy chồng là một thiếu gia. Ban đầu thì cuộc hôn nhân của Kathleen với con trai của ông trùm bất động sản giàu có giống như một giấc mơ. Nhưng không lâu sau đó thì nó đã biến thành một cơn ác mộng đối với cô gái trẻ này. Kathleen sinh vào ngày 15 tháng 6 năm 1952 và lớn lên ở New York, Mỹ. Từ thời trung học, bên cạnh thời gian ở trường thì Kathleen còn làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Vào năm 1971, ở tuổi 19, thì cô đã gặp được chồng tương lai của mình. Anh ta tên là Robert Dust, 28 tuổi. Robert là con trai của một ông trùm bất động sản giàu có lúc bấy giờ. Chỉ sau hai lần hẹn hò, thì Robert đã thuyết phục được Kathleen chuyển đến Vermont để giúp mình điều hành một cửa hàng thực phẩm. Họ nhanh chóng kết hôn vào năm 1973 và đi du lịch nhiều nước trên thế giới trước khi quay trở về New York. Đôi vợ chồng mới cưới thường xuyên tiệc tùng và đi đến các câu lạc bộ, tham dự vào các sự kiện uy tín và bắt đầu hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Cuộc hôn nhân của Kathleen và Robert ban đầu giống như một giấc mơ mà nhiều người hằng ao ước. Tuy nhiên không lâu sau, thì cuộc sống ấy đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng. Khi Kathleen nhận ra mình đang có thai, cô tỏ ra hào hứng và chờ đón đứa con đầu lòng này. Nhưng Robert thì ngược lại, anh ta lại ép vợ của mình phải phá thai. Người thân của Kathleen sau này đọc cuốn nhật ký của cô thì mới biết rằng Robert thậm chí đã tấn công vợ khi đang trên đường tới phòng khám để tiến hành phẫu thuật. Họ cũng biết thêm rằng Kathleen đã bị chồng tát và đấm nhiều lần trong suốt cuộc hôn nhân của họ. Ngay trước khi Kathleen biến mất bí ẩn vào năm 1982, thì gia đình của cô còn tận mắt chứng kiến hành vi bạo lực của Robert khi anh ta đã giật tóc vợ chỉ vì cô chưa muốn rời khỏi một bữa tiệc. Người thân của Kathleen đã khuyên cô hãy rời khỏi Robert và tố cáo anh ta tới cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Kathleen đã không làm theo và nói rằng cô rất sợ chồng mình. Cuộc hôn nhân sau đó vẫn được duy trì, dù mỗi người đều có những mối quan hệ tình cảm ngoài luồng. Bên cạnh đó, Kathleen vẫn luôn theo đuổi ước mơ của riêng mình, đó là muốn trở thành sinh viên của một trường y. Khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, thì Kathleen bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Vào tối ngày 31 tháng 1 năm 1982, Kathleen đã dự một buổi tiệc tại nhà bạn ở Connecticut nhưng phải về sớm, sau khi nhận được cuộc điện thoại giận dữ từ Robert. Đây là lần cuối người ta nhìn thấy Kathleen. 5 ngày sau, Robert đã trình báo về việc vợ mình mất tích. Anh ta cho biết rằng, lúc vợ về ngôi nhà của họ ở South Salem vào đêm ngày 31 tháng 1, thì hai người đã cãi vã nên cô đòi quay lại thành phố. Sau đó, thì Robert đã đưa vợ đến nhà ga Westchester để cô bắt chuyến tàu đến Manhattan. Robert cũng nói thêm rằng, anh ta đã nói chuyện với vợ từ điện thoại công cộng vào đêm hôm đó, xác nhận cô đã trở về căn hộ của cặp đôi ở Manhattan. Nhưng trái ngược với lời khai này, Kathleen thực tế chưa bao giờ đến Manhattan như lời người chồng nói. Phó khoa trưởng y còn cho biết thêm rằng có người tự nhận mình là Kathleen đã gọi điện để xin nghỉ học vào ngày hôm sau. Một người hàng xóm tại căn hộ của cặp vợ chồng ở Manhattan đã cho biết rằng Kathleen từng trèo qua ban công rồi đập cửa sổ nhà họ để xin được vào trong vì cô đang bị Robert đánh. Kathleen nói chồng mình có súng và cô sợ rằng anh ta sẽ bắn cô. Ngoài ra, một quản gia tại ngôi nhà ở South Salem của cặp đôi phát hiện những vết máu nhỏ trên máy rửa bát và nói với điều tra viên rằng Robert đã ra lệnh cho mình vứt bỏ một số vật dụng cá nhân của Kathleen sau khi cô biến mất. Trong khi đó, gia đình và bạn bè của Kathleen đã tiến hành một cuộc điều tra riêng và tìm thấy cuốn nhật ký của cô. Trong đó kể về những năm tháng bị người chồng giàu có này lạm dụng, cũng như những nghi vấn anh ta đã ngoại tình trong suốt những năm hôn nhân của họ. Dù cơ quan chức năng nghi ngờ Robert nhưng vì không có bằng chứng phạm tội nên sự biến mất của Kathleen vẫn bị coi là mất tích. Robert đã không bị buộc tội liên quan đến vụ này. Hắn ta sau đó đã chỉ định bạn thân của mình tên là Susan Berman để làm người đại diện phát ngôn không chính thức. Robert và Susan đã gặp gỡ từ năm 1965 ở trường đại học, từ đó thì cả hai luôn giữ một mối quan hệ gắn bó. Vào thời điểm đó, Susan là một nhà văn nổi tiếng và tiếng nói của cô được xem là đáng tin cậy. Susan đưa ra nhận định rằng Kathleen đã bỏ trốn với một người đàn ông khác. Susan sau đó được xác định là người đã gọi điện tới trường học để xin nghỉ dưới danh nghĩa của Kathleen. Dù câu chuyện của Susan nghe có vẻ không hợp lý, nhưng việc không có manh mối khiến cuộc điều tra trở nên nguội lạnh. Vào năm 1990, Robert bí mật ly dị người vợ mất tích với tuyên bố đã bị vợ mình bỏ rơi và hắn ta nói thêm rằng
bản thân không nhận được bất kỳ sự liên lạc nào từ người vợ kể từ lần gặp cuối cùng tại nhà mình ở South Salem vào đêm ngày 31 tháng 1 năm 1982. Tuyên bố này khác với câu chuyện ban đầu mà anh ta nói với cảnh sát rằng đã nói chuyện với vợ qua điện thoại công cộng sau khi cô trở về căn hộ của cặp đôi ở Manhattan sau đó. Vào năm 2000, là 18 năm sau khi cô gái trẻ biến mất, thì vụ án của Kathleen đã được mở lại. Cơ quan chức năng tin chắc rằng Kathleen là nạn nhân của một vụ giết người. Vào tháng 12 năm 2001, khi liên hệ với Susan, cảnh sát phát hiện cô đã chết trong ngôi nhà riêng ở California do bị bắn theo kiểu hành quyết vào sau đầu. Susan bị sát hại ngay sau khi cảnh sát liên lạc với cô để hỏi về vụ án của Kathleen. Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, tất cả đồ có giá trị vẫn ở nguyên vị trí. Sau khi thi thể của Susan Berman được phát hiện, thì cảnh sát đã nhận được một bức thư nặc danh thông báo rằng có xác chết trong nhà Susan và kèm theo địa chỉ nhà của cô. Ban đầu, sự nghi ngờ hướng về chủ nhà và sếp của cô cũng như những tên tội phạm của thế giới ngầm vì cha cô từng là trùm băng đảng ở Vegas. Cảnh sát phát hiện vào tháng 8 năm 2000, Susan trong tình trạng túng quẫn và không thể trả tiền thuê nhà, đã viết thư cho Robert để nhờ bạn thân giúp đỡ. Đến tháng 11 năm 2000, thì Robert đã gửi cho bạn hai tấm séc trị giá 50.000 đô la Mỹ. Người thân của Kathleen đã nghi ngờ Susan bị sát hại để ngăn cô nói với cảnh sát về vụ mất tích của Kathleen. Mặc dù tên Robert Dust là chồng của Kathleen cũng xuất hiện trong danh sách nghi phạm, nhưng anh ta tiếp tục không bị nghi ngờ và buộc tội. Khi cảnh sát mở lại cuộc điều tra, thì Robert đã bỏ trốn đến Galveston, Texas. Trước khi đi, anh ta trao cho người vợ mới tên là Charlton quyền xử lý các khoản tài chính của mình. Trong thời gian ở Galveston, dù có nhiều tiền nhưng Robert chỉ thuê một căn hộ rẻ tiền và cải trang thành một người phụ nữ cầm có tên là Dorothy Sinner. Hắn ta đang sống trong một khu nhà trọ có hàng xóm là người đàn ông lớn tuổi tên là Morris Black. Tháng 9 năm 2001, thì người dân phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn đang trôi nổi trong túi rác ở vịnh Galveston. Khi kiểm tra xung quanh, thì cảnh sát đã tìm thấy các bộ phận cơ thể cùng bao bì của một chiếc cưa và một tờ báo có địa chỉ khu nhà trọ. Khi lục soát thùng rác tại khu nhà trọ, thì họ tìm thấy một biên lai có tên Robert trên đó. Cảnh sát cũng tìm thấy vết máu trong phòng Morris và dấu máu này đã dẫn đến căn hộ của Dorothy. Tại đó, họ thu được một con dao và một đôi ủng nam đang dính đẫm máu. Cuối cùng, cảnh sát đã biết được rằng thi thể không đầu là Morris còn người phụ nữ cầm Dorothy chính là Robert. Lần này thì Robert không thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Cơ quan chức năng đưa ra giả thuyết rằng Robert đã tiết lộ danh tính thực sự cho Morris, sau đó hắn ta đã sát hại và vứt xác vì sợ bị tố cáo. Hắn ta sau đó bị bắt vì tội giết người ghê rợn của mình khi đang lẩn trốn trong khách sạn dưới một cái tên giả. Lúc khám xét xe của Robert thì cảnh sát tìm thấy chiếc cưa dùng để phân xác Morris và một khẩu súng. Với sự giúp đỡ của vợ thì Robert đã nộp 300.000 đô la Mỹ tiền bảo lãnh. Ngay khi vừa bước ra khỏi nơi giam giữ thì hắn ta đã tiếp tục chạy trốn. Khoảng 7 tuần sau thì hắn ta bị phát hiện ở Pennsylvania. Người đàn ông này bị bắt quả tang khi đang ăn cắp tại một cửa hàng tạp hóa. Vào tháng 9 năm 2003, phiên tòa xét xử Robert Dust trong cái chết của Morris đã bắt đầu. Sau một hồi tranh luận thì Robert đã thừa nhận mình giết Morris. Tuy nhiên người đàn ông này cho biết rằng Morris đã đột nhập vào nhà và dùng súng để đe dọa mình. Robert chỉ vô tình nổ súng khi đôi bên vật lộn. Hắn ta khẳng định việc mình giết người chỉ là do tự vệ. Một phần thi thể của Morris không bao giờ được tìm thấy, vì vậy các công tố viên không thể xác định liệu đó là vụ giết người hay là một tai nạn. Vì cơ quan chức năng không có đủ căn cứ để kết tội, nên cuối cùng Robert tiếp tục không bị truy tố trong cái chết của Morris. Vào tháng 9 năm 2004, Robert nhận tội giả mạo bằng chứng và chạy trốn cảnh sát, bị kết án 5 năm tù và được thả tự do sớm vào tháng 12 năm 2005. Nhưng rồi không lâu sau đó, Robert lại bị bắt giữ vì vi phạm điều kiện ân xá. Ngày 1 tháng 3 năm 2006 thì hắn ta chính thức được ra tù. Năm 2010 thì một nhà làm phim đã phát hành bộ phim điện ảnh tên là On Good Things, nội dung dựa trên cuộc đời của Robert. Theo lời khuyên của luật sư thì Robert đã đồng ý thực hiện một cuộc phỏng vấn dài với đoàn làm phim. Vào cuối năm 2010, trong khi ghi hình thì Robert đã phủ nhận mọi cáo buộc trong cái chết của người vợ đầu Kathleen và bạn thân Susan Berman. Một thời gian sau cuộc phỏng vấn đầu tiên này thì đạo diễn phát hiện một bì thư mà Robert đã từng gửi cho Susan. Nó giống hệt với chữ viết tay trên lá thư nặc danh thông báo có xác chết vào ngày Susan bị sát hại, ngay cả lỗi chính tả cũng như nhau. Năm 2012 thì Robert đã phỏng vấn lần thứ hai
đưa ra những câu hỏi về chiếc bì thư mới được tìm thấy. Hắn ta không thể xác định được chữ viết tay nào không phải của mình. Sau đó, trong khi đi vệ sinh, thì Robert lẩm bẩm một mình rằng mày đã làm cái quái gì vậy? Giết hết bọn chúng, tất nhiên rồi, mà quên mất cái mic còn đang bật. Đầu năm 2013, thì đoàn làm phim đã chia sẻ kết quả điều tra với cảnh sát. Điều này góp phần khiến cho vụ sát hại Susan được lật lại. Nhưng phải đến ngày 12 tháng 6 năm 2014, các nhà sản xuất mới phát hiện lời độc thoại trong phòng vệ sinh của Robert. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý đã tranh cãi về việc liệu lời thú tội này có được chấp nhận trước tòa hay không. Vào tháng 11 năm 2014, sau khi xem xét lại lá thư thông báo xác chết, cảnh sát kết luận rằng chính Robert đã viết nó. Người đàn ông này bị truy tố vì tội giết Susan nhưng đã kịp bỏ trốn. Ngày 14 tháng 3 năm 2015, Robert đã bị bắt ở New Orleans khi đang lên kế hoạch trốn sang Cuba với một khẩu súng, giấy tờ tùy thân giả, cùng $40,000 và một chiếc mặt nạ cao su. Robert chính thức bị buộc tội giết người cấp độ 1. Trước khi ra tòa vì vụ án của Susan, thì Robert nhận tội sử dụng súng trái phép ở bang Louisiana và bị kết án 85 tháng tù theo thỏa thuận nhận tội. Ngày 17 tháng 9 năm 2021, hắn ta đã bị kết tội giết Susan, nhận án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Tháng 10 năm 2021, thì cảnh sát New York đã cáo buộc Robert giết vợ. Tuy nhiên, khi vụ án còn chưa có kết luận cuối cùng, vào tháng 1 năm 2022, thì ông ta đã qua đời trong tù ở tuổi 78. Vì thế mà vụ biến mất bí ẩn của Kathleen năm xưa đến nay vẫn còn là một ẩn số. Kỳ án về thần đồng Thái Lan Sơm Sa Khonrat và kế hoạch giết hại bạn gái vô cùng man dợ của mình. Từng được tung hô là thần đồng Thái Lan nhờ nhiều thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, nhưng Sơm Sa Khonrat đã tự hủy hoại tiền đồ của bản thân và một cô gái xinh đẹp chỉ vì hắn đã bị từ chối tình cảm. Không phải ai cũng may mắn sở hữu trí tuệ siêu việt, từ nhỏ đã là một thần đồng. Tuy nhiên, thay vì vận dụng tài năng trời cho ấy, một người đàn ông đã trở thành kẻ sát nhân máu lạnh và hủy hoại tiền đồ tương lai tươi sáng của bản thân chỉ vì một chữ tình. Người đàn ông ấy tên là Sơm Sa Khonrat, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Ngay từ khi còn nhỏ, Sơm Sa Khonrat đã được coi là thần đồng vì có thành tích học tập xuất sắc của mình. Vào năm 1993, truyền thông Thái Lan đưa tin một cậu bé 15 tuổi đã trúng tuyển kỳ thi đầu vào khoa kỹ thuật của trường đại học Chulalongkorn. Cậu bé đó không ai khác chính là Sơm Sa Khonrat. Kể từ đó, thiếu niên này nổi danh trên khắp cả nước với biệt danh thần đồng. Sau khi tốt nghiệp và lấy bằng kỹ sư, thì Sơm Sa Khonrat tiếp tục thi vào trường y và với tài năng thiên bẩm của mình, chàng thanh niên này đã trúng tuyển. Tại Thái Lan, việc trở thành một kỹ sư đồng thời là một bác sĩ là một điều cực kỳ hiếm có. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Sơm Sa Khonrat lại có một người cha rất nghiêm khắc. Dù học vấn nổi trội như vậy nhưng Sơm Sa Khonrat chưa bao giờ làm hài lòng người cha khó tính của mình. Anh bị cha đánh mắng thường xuyên khi không đạt được như kỳ vọng. Mẹ anh dù rất thương con nhưng cũng đành câm nín nhìn con bị đánh. Chính vì vậy, thanh niên này được mô tả là một người lầm lì, ít nói và hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Tuy chịu không ít áp lực từ người cha nghiêm khắc, nhưng khi biết tin cha mình đang ốm nặng vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, Sơm Sa Khonrat quyết tâm thi vào trường y để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cha. Anh cũng hy vọng có thể dùng tài năng của mình để cứu sống những người khác khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Tại trường y, trái tim của thiên tài chỉ biết đến việc học và nghiên cứu đã rung động trước một nữ sinh y khoa năm cuối, có tên là Zenzira Loyang Gunsri. Cô gái cũng xuất thân trong gia đình khá giả, khi cha mẹ đều có cơ sở kinh doanh riêng ở huyện Samphan, tỉnh Nakhon Pathom. Nữ sinh y khoa này được mô tả là một người con gái xinh đẹp, có hạnh kiểm tốt và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Chàng sinh viên năm 2 là Sơm Sa Khonrat đã trúng tiếng sét ái tình với Zenzira, một người con gái ấm áp và giàu lòng yêu thương, điều mà thần đồng Thái Lan luôn khao khát có được. Cặp đôi nhanh chóng yêu nhau và được khen ngợi là trai tài gái sắc. Nữ sinh Zenzira nhận lời yêu Sơm Sa Khonrat bởi ngưỡng mộ và thán phục tài năng của nam sinh này, nhưng cô không thể ngờ rằng chính anh đã khiến cuộc đời cô thay đổi mãi mãi. Quen nhau được một thời gian, cô Zenzira quyết định nói lời chia tay. Dù nam sinh Sơm Sa Khonrat tìm mọi cách để níu kéo tình cảm nhưng không thành. Cô Zenzira cho hay, cô nhận thấy họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, ở bên nhau chỉ càng thêm bất hòa, kéo theo những vụ cãi vã không hồi kết. Vào ngày 6 tháng 1 năm 1998, tại Trung tâm Thương mại Thế giới Ratchak Rasong Sơm Sa Kho, cuộc tình kéo dài 2 năm của cặp đôi trai tài gái sắc đã chính thức kết thúc khi nữ sinh xinh đẹp kiên quyết chấm dứt mối tình khác biệt này. Không cam tâm mất đi tình yêu đầu đẹp đẽ này, Sơm Sa Khonrat đã vô cùng tức giận và nảy ra kế hoạch vô cùng tàn ác. Vào ngày 30 tháng 1 năm 1998,
cha mẹ của cô Genzira đã đến trình báo cảnh sát về việc con gái mình đột nhiên bị mất tích. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Genzira lần cuối được trông thấy là khi gặp gỡ bạn trai Sơm Sa Konrad. Cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập nam sinh này để lấy lời khai. Tại sở cảnh sát, Sơm Sa Konrad thừa nhận có gặp Genzira. Tuy nhiên, sau khi hai người xảy ra cãi vã, nam sinh này đã về ký túc xá trước và từ đó, anh không còn gặp lại bạn gái nữa. Cảnh sát đã kiểm tra nơi ở và chiếc xe của nam sinh này, nhưng không thấy dấu hiệu khả nghi nào, do đó, họ buộc phải thả Sơm Sa Konrad. Vụ án bỗng chốc rơi vào ngõ cụt khi không có bất kỳ manh mối nào về tung tích của nạn nhân. Cảnh sát đã huy động lực lượng tìm kiếm rộng lớn nhưng một tuần sau đó, họ vẫn tay không trở về. Sàng lọc lại tất cả những thông tin có được, cảnh sát vẫn cho rằng Sơm Sa Konrad là đối tượng khả nghi nhất. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra Sơm Sa Konrad thông qua máy phát hiện nói dối. Kết quả cho thấy, Sơm Sa Konrad đã để lộ một số điểm nghi vấn, nhưng luật pháp ở Thái Lan quy định kết quả của máy phát hiện nói dối không được sử dụng làm bằng chứng tại tòa. Cảnh sát đã thả nam sinh y khoa một lần nữa nhưng vẫn âm thầm theo dõi thanh niên này. Sau 10 ngày thăm dò, họ nhận thấy nam sinh sau khi tan học là trở về phòng, anh không giao lưu với ai hay ra ngoài ăn uống và đi chơi. Cảnh sát quyết định kiểm tra kỹ lại chiếc xe của nam sinh, thì tìm thấy một vết máu trên thân xe cùng sợi tóc của một nữ giới vẫn còn vương lại. Không lâu sau, Sơm Sa Konrad thừa nhận tội giết người và kể lại chi tiết vụ việc khiến đến cảnh sát cũng phải sờn gai ốc vì quá man dợ. Sau khi nói lời chia tay tại trung tâm thương mại, nam sinh đã nài nỉ bạn gái đến phòng mình ở ký túc xá để cả hai nói chuyện lần cuối. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi vã. Khi bạn gái đi vào nhà vệ sinh, trong cơn nóng giận không thể kiểm soát được, nam sinh đã dùng súng giết chết bạn gái ngay khi nạn nhân mở cửa bước ra ngoài. Bằng kiến thức y khoa của mình, nam thanh niên đã phân xác bạn gái ra làm nhiều mảnh. Sau đó lái xe phi tang thi thể của nạn nhân ra những chỗ khác nhau. Trở về ký túc xá, nam thanh niên đi tắm, thay quần áo và thu dọn đồ đạc, cũng như đem chiếc xe đi rửa rồi lái xe về nhà ở tỉnh Chonburi. Tại đây hắn đã đốt hết quần áo và đồ đạc của nạn nhân. Kẻ thủ ác tin rằng, chắc chắn không một ai có thể phát hiện ra tội ác của anh ta vì mọi thứ đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Tuy nhiên, không lâu sau, phần đầu của nạn nhân đã được dân làng tìm thấy trên sông. Kết quả kiểm tra ADN cho thấy, đó chính là nữ sinh xấu số. Kiểm tra bể phốt và nhà tắm trong phòng của Sơm Sa Konrad, cảnh sát cũng tìm thấy vết máu có kết quả ADN trùng khớp với nạn nhân. Tại phiên tòa xét xử, Sơm Sa Konrad thừa nhận tội lỗi và bày tỏ sự ăn năn hối cải. Cuối cùng tòa tuyên án chung thân dành cho Sơm Sa Konrad. Tuy nhiên, trong thời gian bị giam giữ, Sơm Sa Konrad liên tục được giảm án với 5 lần ân xá nhờ quá trình cải tạo tốt. Cuối cùng, gã sát nhân này đã được trả tự do ở tuổi 35 sau khi thụ án 13 năm 9 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Sơm Sa Konrad đổi tên thành Chaya Tân Tắc An Ông và bắt đầu một cuộc sống mới. Vào năm 2014, truyền thông Thái Lan đưa tin Chaya Tân Tắc An Ông đã xin được hành nghề luật sư, nhưng bị Hiệp hội Luật sư Thái Lan từ chối. Được biết, tên này khi ở trong tù đã theo học luật và sau đó, hắn đã nhận bằng cử nhân tại Đại học Mở Sukhothai Thammathirat vào năm 2009. Kể từ đó đến nay, Sơm Sa Konrad hoàn toàn mất hút trên truyền thông. Không ai biết cuộc sống của người đàn ông này ra sao, chỉ biết rằng tội ác man dợ của hắn đã hằn sâu trong tâm trí của nhiều người dân Thái Lan. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện tại kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha.